Kính chào các cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của chị Hà có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của chị Hà của chú anh chị ha, hàng cho Tết năm 2024. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào hợp lý, giá cả hợp lý của chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của chị Hà nha. Không mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà chủ, bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào bà chủ ơi. Dạ rồi, em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa nha. Hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai để anh chị em mình chơi Tết 2024 nha. Em lên clip này thì em cũng xin nói tiếp với mã số clip trước là mã số 11 ha. Dạ, là một cây siêu bông Sài Gòn. Rồi. Cái này dạ, khá lớn là cây siêu bông Sài Gòn. Rồi, thông số đó mà chú ơi. Gió quay quá. Rồi cây này hoành được 22. Rồi. Rồi chiều cao là được 83. Rồi. Tán ngang là được 88. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 1 triệu nha. Rồi, mình đổi cây nha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 12 là một cây giáo đọt đỏ nha. Rồi bông giáo đọt đỏ thì bông nó thường là 10 cánh nha cô chú anh chị, bắt đầu từ 10 cánh. 10 cánh, 12 cánh, 15 cánh nha cô chú anh chị. Cánh tròn rất là đẹp ha. Nghị thì nó đơm lên rất là đẹp ha. Nó bo già nè. Mấy cái này là đời đầu luôn cô chú anh chị ha. Hàng ép hàng nói chung là ghép đầu tiên luôn cô chú anh chị ha. Nó là bo cắt ra từ cây mẹ ghép vô cây một cây đầu tiên. Rồi từ cây đó cắt ra ghép ra cây này ha. Người ta còn gọi là F2 á cô chú anh chị ha. Rồi cây này là hoành được 21 nha. Rồi. Đọt đỏ rất đẹp nha cô. Rồi chiều cao là 64. Rồi, vừa chơi hoa vừa chơi lá. Tán ngang quá tí à. Rồi tán ngang của nó là 1m20 ha. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu là 1 triệu luôn nha. Rồi đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 13. Cây này hai giống nha. Một giống là cúc pha lê với một giống là cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Rồi, cúc pha lê, cúc thọ hương, cúc thọ hương thì lá thon dài đây cô chú anh chị. Đây là cúc pha lê cô chú anh chị ha, lá bầu hơn. Pha lê lá nó hơi bầu. Rồi. Thông số luôn bà chủ ơi. Rồi, cây này là hoành được 18 nha. Rồi. Rồi chiều cao là 77 ha. Rồi. Rồi tán ngang là 70. Rồi. Rồi cây này em giao lưu là 700 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 4. Mã 14. Số 14. 14 là một cây cúc hoàng đế nha. Cúc hoàng đế bông to lắm nha cô chú anh chị, bông chùm chùm luôn á. Cây này cô chú anh chị mình mua về cô chú anh chị mình vô dán đổ cũng được cô chú anh chị ha. Đó. Cây này hai giống, cũng hai giống luôn hả bà chủ? Có dạ, hoàng đế giống với bạch mai ha. Dạ. Đây, nhánh bạch mai là cô chú anh chị ha. Vừa có bông vàng vừa có bông trắng nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Ơi con thằng lằn. Rồi. Đâu rồi, thằng lằn đâu rồi. Rồi, thông số. Khó thấy quá. Cây này hoành 21 nha. Rồi. Rồi, chiều cao là được 88. Cái này nó nằm xiên xiên chứ cũng không có. Rồi, tán ngang là 1m20 ha. Rồi. Rồi, cây này em giao lưu là 850 nha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Cây mã số 15. Mã số 15 là hai giống nha, một bạch mai, hai là hoàng hậu nha. Rồi, cây hai giống luôn cô chú anh chị ha. Cây này tàn cũng khá nè cô chú anh chị, để bàn là tuyệt vời luôn nha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành 14 nha. Rồi. Chiều cao là 69. Tán ngang là 69 luôn. Rồi. Rồi cây này em giao lưu là 650 ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 18. Mã số 16. 16. À mã số 16 là một cây cúc 7 tầng nha. Rồi. Cái này tàn cũng khá luôn ha. Rồi. Rồi cho xin thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này là hoành được 19 nha. Rồi. Chiều cao nó là 90 nha. Rồi tán ngang là 1m03. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 850 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi.
Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 17 nha. Rồi 17 là hai giống nha. Và một giống là cúc hoa hồng với một giống là phượng thanh trân nha. Rồi, mấy cái này cô chú anh chị mình về lấy bo đã luôn cô chú anh chị mà. Cúc phượng thanh trân nè, lấy bo nhiều lắm nhiều nha. Đi vượt vượt luôn cô chú anh chị mình lên nụ rồi nè. À, thấy ham không? Đó, hàng này cô chú anh chị mình cứ an tâm hàng cho tới thoải mái nha. Rồi thông số rồi, cái này là còn có mấy cây em bán, giá này là em bán ra cho hết luôn á nha. Rồi dọn vườn luôn hả bà chủ ha? Dọn vườn luôn á. Rồi. Rồi cây này là hoành 2 gần 26 nha. Rồi. Rồi chiều cao nó là 83. Rồi. Cúc hoa hồng thì nó đọt đọt đỏ nha cô chú anh chị. Tán ngang quá bự. Rồi, tán ngang là 1m22. Rồi. Rồi, cây này là em giao lưu 850 luôn nha. Rồi, đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 18 là một cây đại lộc cánh sen nha. Rồi. Cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Thân hai thân mẹ bồng con luôn cô chú anh chị mình. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành 25 ha. Rồi. Chiều cao là 64. Rồi. Tán ngang là 73. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 750 luôn ha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 19. Rồi. Rồi 19 là một cây cúc hoàng hậu nha. À, cúc hoàng hậu với lại thơ hương nha. À, cúc hoàng hậu với thơ hương. Cây này tàn xum xuê luôn cô chú anh chị. Hoàng hậu bông to lắm. Rồi thông số luôn nha bà chủ. Rồi. Rồi hoành được 14. Rồi. Rồi chiều cao 63. Rồi. Tán ngang 72. Rồi. Rồi cây này là em giao lưu 750 nha. Rồi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi mã số 20 cũng là cây cuối clip của em luôn nha, là một cây siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Cây này quá đẹp luôn nha. Cho xin thông số luôn bà chủ ơi. Rồi. Rồi cây này là hoành được 13. Rồi. Chiều cao được 67 ha. Rồi. Rồi tán ngang là được 67 luôn. Rồi. Rồi cây này là em giao lưu 750 nha. Rồi cây này cuối clip luôn hả bà rồi, chủ. Rồi cây này là cây cuối clip thì em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309, nó cũng là số Zalo em luôn nha. Em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình clip này như những clip trước nha. Rồi. Và em cũng xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.